Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách trồng rau răm mà mình trồng rất là dễ các bạn. Hầu như rau răm mình thấy là ở bên Việt Nam mình là ghim xuống nó cũng sống, không có cần phải trồng gì hết. Nhưng mà bên Mỹ mình thì thời tiết nó hơi khó một chút, cho nên mình trồng thì mình hiểu ý một chút là mình trồng nó cũng rất là dễ luôn các bạn. Đây nè các bạn, cái rau răm này á, là mình mua ở chợ về là tốt nhất. Rau răm thì chợ Việt Nam chợ nào cũng có bán các bạn ha. Đó thì khi mà mình đem về á, những cái lá mình đã nhặt hết rồi, cái này mình ngâm chắc được khoảng 4 ngày rồi đó, mà nay nó ra rễ được nhiêu đây rồi nè. Thì các bạn thấy là rau răm nếu mà được cây già ra rễ rất là nhanh. Đây nè, được khoảng chừng nửa lóng tay rồi nè, khoảng 1 cm hơn rồi. Thì những cái này là như vậy là mình đem đi trồng xuống đất được rồi các bạn. Những cái cây mà càng già đó là càng ra rễ nhanh. Thì thường á, nếu mà mình có thời gian á, mình để khoảng chừng 1 tuần là coi như là chắc chắn là rau răm nó sẽ ra được khoảng cỡ 1 lóng tay luôn, là lúc đó mình đi trồng là được rồi đó. Mà thường các bạn mua về thì mình nếu mình muốn trồng á, là mình kiếm được những cái gốc già thì càng tốt nha. Còn nếu như non quá đó, nhiều khi mình ngâm nó hơi lâu ra rễ, hoặc là nó ra thì nó chậm, thì mình cứ 2 3 ngày cái mình đổ cái nước này bỏ, mình thay cái nước khác. Thì cái nước này mới để khoảng chừng 2 lóng tay hơn vậy đó, khoảng 3 lóng tay cũng được. Cái rau răm á, nó mình ngâm nước nhiều, bữa mày để cao vậy mà bữa nay nó sụt vậy rồi nè, thì mình để càng cao nước á thì cái rễ á, nó mọc càng nhiều. Cho nên khi mà cái rễ nó nhiều, ví dụ mình ngâm cao như đây luôn đi, thì cái rễ nó càng cao vậy thì mình có được nhiều rễ đó. Khi mình trồng xuống đất thì cái cây nó khỏe hơn, thì mình sẽ được cái nhánh rồi nó ra nhiều các bạn. Và mình đem về là mình nhặt hết, ví dụ cái đọt mình nhặt luôn, cắt ngang luôn đó, thì nó sẽ đâm ra nhiều cái đọt mới. Như cái nhánh này nè, các bạn thấy nó đâm ra nè, giờ cây nào cũng có rễ hết trơn rồi nè. Trồng cái này mình cũng hiểu ý chút là mình sẽ trồng được rất là dễ luôn các bạn. Này, cây này nó hơi non nè, thì cái rễ nó ra ít, nó có lú tí tí, thấy không? Thấy thường khi mình có giống mình trồng nó rất là nhanh. Các bạn nhớ nhấn like giùm mi và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè. Nếu bạn nào chưa nhấn nút đăng ký subscribe thì mình nhấn vào luôn ha, để nhận thêm được nhiều video mới của mi nữa. Mời bạn ra sau vườn với mi ha. Cách chọn đất á các bạn, thì trong cái đất này nè, mi đã pha khoảng chừng 20% phân bò, 10% perlite và 20% compost và 50% còn lại là potting mix, thì cũng là được để cho mình trồng cái cây rau răm này. Nhưng mà nếu mà các bạn không có điều kiện gì hết thì mình mua potting mix không không có cái gì hết á là mình cũng đã trồng được rồi. Hoặc là các bạn mua potting mix mà trong đó nó có ghi luôn là có nhiều compost hơn thì cũng rất là tốt. Và nếu như mà các bạn không có điều kiện để cho mình mua đất, ví dụ như mình ở bên Việt Nam mà mình trồng muốn tốt cho cái cây này, thì thường á các bạn có phân bò hoặc phân gà mình lấy khoảng 30% ha, và thêm khoảng 40% compost là những cái rác mục, những cái rau củ đồ mình để mục ra đó các bạn, mình ủ mục ra đó thì mình để vào, và thêm 10% vỏ trấu hoặc là perlite nếu mà mình có. Thường thì xơ dừa là nhiệm vụ của nó là giữ ẩm cho nên nó cũng giống như compost, còn vỏ trấu á, thì nó làm cho cái đất nó nhẹ, nó tơi xốp, hoặc là vỏ đậu phộng nó cũng tơi xốp nữa, cho nên vỏ đậu phộng với vỏ trấu mình cũng có thể thay thế cái perlite. Và thêm còn lại 20% là đất thường ở nhà mình có. Còn nếu mà mình nói về mình không có rảnh để mình không có điều kiện gì hết để mình làm cái phân này đất này gì hết, thì các bạn lấy đất ở nhà rồi mình kiếm đất ở dưới dũng với mương mình, đất sình, đất đất mà rau củ lá cây đổ rớt cái nó mục ở dưới cái bờ hồ các bạn, rồi mình đem lên lên hồi đó mẹ làm vậy không, xong rồi mình trộn với cái đất ở nhà thôi thì mình cũng trồng được. Có phân bò phân gà gì mình đổ vô một chút nữa thì coi như là mình cũng trồng ngon lành với cái rau này rồi các bạn. Nhưng mà nếu mình nói thì tốt á, thì quan trọng là mình cũng phải cần là tưới nước cho nó thường xuyên, rồi mình săn sóc nó là nó coi như là nó cũng không phụ lòng mình.
Thì cái cây này của My á, bây giờ hổm gầy, cũng không có săn sóc nhiều, cũng không có đụng tới. Thì khi mà mình muốn săn sóc tốt á, trước tiên thì các bạn nhìn, nếu mà cái lá nó bị nâu nè, các bạn thấy nó nâu một chút ở đây không? Đó, cái lá nó, cái thiếp nó nâu vậy nè, nó nâu nè. Lá trên thì không có, thì lúc đó là mình đã tưới rồi. Nhưng mà những cái lá mà các bạn thấy nó bị nâu vậy thì mình biết là triệu chứng của thiếu nước ha, thì mình biết để mình khắc phục. Ví dụ như nè, đây là những cái lá ở dưới đây chút nè, nó hơi nâu đó, ở trên này không có, thì là lúc đó là mình thấy nó thiếu nước rồi, mình tưới rồi thì bắt đầu những cái đọt non nó ra, nó sẽ không có bị cái lá nâu nữa. Nhưng mà cái ở dưới bị thì mình biết như vậy để mình khắc phục ha. Thì đây cũng là một cái mà nên biết để cho mình săn sóc cây rau răm của mình được tốt hơn. Và thêm một cái nữa đó các bạn, là thí dụ các bạn thấy cái cây của mình mà nó hai gang là cao quá, thì mình đừng có nên để cái cây của mình nó cao quá như vậy, thì cây nó cũng không có đủ sức nhiều thì nó dễ bị ốm. Cây này thì nếu mà nói rau răm thì cây này cũng không phải là ốm, nhưng mà thường á, thí dụ như mình thấy mà nó lên cao chừng một gang là mình có thể là cắt ăn được rồi. Hoặc là thí dụ như nó ra những cái nhánh như vậy nè các bạn, thì mình có thể là mình cắt những cái nhánh như vậy mình ăn được rồi, chứ mình không có cần phải chờ cho nó lên cao tới như vậy. Cao như vậy là coi như cao quá rồi đó các bạn, tại vì mình không có ăn mình mới không đụng vô, chứ đúng ra là mình phải cắt. Thì khi mà các bạn cắt á, mình đừng có cắt xích ở trên đây. Nếu mà mình cắt xích ở trên đây nè, thì từ đây nè nó nuôi lên tới đây, rồi tới đây nó mới cho ra nhánh, thì cái cây của mình nó không có đủ sức nhiều. Cho nên khi mà lỡ nó cao như vậy rồi thì mình cắt nó ăn á, thì mình vẫn cắt múc ở dưới đây ha, cắt múc dưới đây chừa chừng một lóng tay, hai lóng tay thôi. Thì cắt cái phần này, nếu các bạn mình biết tiết kiệm á, thì mình muốn trồng nữa, gầy giống thêm, thì mình nhặt những cái lá này mình ăn và chừa cái thân lại để mình ghim vô nước cho nó ra rễ, rồi mình trồng xuống đất thì mình thêm một cây rau răm mới nữa đó. Như vậy đó, thì mình ghim vô nước. Cái cây này nè là cũng cao quá là mình cứ nên ngắt đó, mình nên ngắt. Mùa mà mình trồng á các bạn là cái mùa xuân, mùa hè, mùa thu đều trồng được rau răm này hết. Nói chung là trời hơi ấm áp một chút là mình trồng được rồi, và rau răm rất là dễ sống, cho nên thì các bạn cũng nên trồng ở nhà để cho mình có rau để mình ăn nha, tại vì nó rất là sống mà nó cũng phát triển nhanh lắm. Thí dụ như các bạn cho nước nhiều là cái lá nó sẽ xanh cái này là như nãy mình cho các bạn xem là nó thiếu nước đó. Thì khi mà rau răm mà già thì cái lá nó cứng, mình ăn nó không có ngon, là mình biết như vậy là mình thêm nước vô nha các bạn, thêm nước vô để cho nó xanh trở lại. Thì bây giờ My cũng cắt hết xong rồi, mình đem đi đi ngâm ra rễ, rồi cái mình trồng xuống lại tiếp nó. Giờ mình cắt những cái này hết nha, mình lấy kéo mình cắt nha các bạn. Còn nếu mà mình có móng tay mạnh giỏi thì mình cũng cắt được. Mì cái móng tay mì á, nó cứ bị đen hoài là cũng tại vì mấy cái rau này nè, tại vì nó cứ ra bao nhiêu á, là nhiều khi mình cứ sẵn đó đó, mình cắt cho nó nhanh, cho nên cứ bấm bấm riết à. Nè, để giờ mình cắt luôn xong rồi cái mi vô phân cho các bạn xem ha. Nè, những cái cây bên này thì nhìn thì cũng còn được, tại vì cũng chưa ăn cho nên chắc vài ngày nữa cắt. Khi mình cắt là mình cắt sát như vậy đó, mình đừng có chừa cao quá. Tại có bạn cũng hỏi mi là rau răm mình cắt như thế nào ăn để cho nó được ra tiếp á, thì như vậy nè các bạn, mình chọn cái chậu á các bạn. Thì thường rau răm là cái chậu lúc nào cũng phải thoát nước nha. Chậu này là như của My thì hứng nước ở dưới đây là có một chậu, cái chậu dưới đây là không có thoát nước được. Còn cái chậu ở trên này, chậu màu đen nè, là thoát nước được. Đây là cái chậu mà mình đã đục khoảng 4-5 lỗ như vậy thôi nè các bạn. Đó, nó lủng lỗ như vậy thôi nè là được. Còn cái chậu cũ này ở dưới đây của My nè, là cái lỗ nó giống như là nó hơi to, nó cả 10 lỗ, 15 lỗ vậy đó. Thì lỗ mà càng nhiều á, là mình trồng những cây nào cần thoát nước tốt, thật tốt. Ví dụ như nha đam, vừa rồi mình có chia sẻ các bạn á, thì cần thoát nước nhanh.
cho nên thì mình đục lỗ nhiều. Mi đục lỗ hơi nhiều để mình trồng mấy cây khác. Thì tới khi mà mình trồng cây rau răm này thì mi lấy cái giống như là cái bao phân vậy nè các bạn, cái bịch như vậy nè, mặc dù cái lọ cái chậu nó đã thoát nước rồi, rồi cái mình lấy cái bao phân này nè, cái bịch ni lông mình rải ra ở dưới, mình rải ra ở dưới thì nước nó mình đổ xuống á, mình tưới á thì nó cũng chảy ra ngoài rồi từ từ nó cũng thoát ra, nhưng mà nó giữ nước lâu hơn, nó chậm hơn để cho cái đất của mình á nó ẩm lâu hơn. Mình nói ví dụ như cái chậu mà thoát nước nhanh á thì chừng tiếng là nó ráo hết à, còn cái chậu mà mình có để những cái bịch ni lông, các bạn thấy còn đây nè, những cái bịch ni lông vậy nè, thì tới khoảng chừng 3 tiếng hay 4 tiếng nó mới chảy ra nước hết. Thì như vậy thì ram của mình nó sẽ giữ được nước lâu, thì cuối cùng nó cũng thoát. Còn nếu mà mình ứ nước hoài là cây này nó không có chịu, là nó sẽ bị úng á. Thì mình để ý một chút, cũng cần thoát nước nhưng mà thoát nước chậm. Bề cao á là cũng 1 gang là mình đã trồng được rồi, không có cần phải sâu nhiều lắm, nhưng mà đại khái là cho nó có bề ngang một chút để cho mình trồng xa xa ra đó, thì cái cây nó cũng khỏe hơn. Thì sau khi mà mình đã cắt rồi đó các bạn, thì mình cho vô phân. Như thường thì nếu mà mình muốn loại tốt, organic, không có hóa chất gì hết, thì mình cho cái phân bò này là manure ha. Manure phân bò thì cái là cũng dễ cho các bạn mua mà cũng rẻ tiền nữa. Xong rồi mình cho nó vào. Thường á cái đất nè, mình xới xới trước khi mình cho phân vào nha các bạn. Nếu mình không có thời gian thì không sao, nhưng mà nếu mình có thời gian đó thì mình nên xới xới một chút về đó, rồi bắt đầu mình mới cho phân vào. Thường cây nào cũng vậy hết á, sau khi mà mình cắt ăn á là mình nên cho phân. Tại cũng có bạn hỏi My là mình cho phân lúc nào á, thì một đó là phân cá, thì các bạn có thể rưới phân cá ngay cái gốc của này cũng được, là một cái tốt nhất mà cho cây lá ăn thân thì mình cho phân cá. Còn nếu mình không có phân cá thì mình cho phân bò cũng là một cái được, hoặc phân gà cũng được nha các bạn, phân gà cũng được nữa đó. Mình cứ rải lên mặt một cái lớp phân mỏng. Cái bịch phân này nè, phân bò này, cũng có bạn hỏi My là khi nào mà mình xài phân bò được. Nếu mà mình mới mua ở chợ về thì thường mình mua Home Depot hoặc là ở Lowe's đem về đó các bạn. Các bạn cắt cái bịch ra, các bạn để cho nó thoáng về ít nhất cũng 1 2 tuần, rồi bắt đầu mình hả mà bón vô cái những cái cây của mình, chứ mình đừng có mới vừa mua về cái mình mở ra cái mình cho vô cái cây liền. Những cây nào mà yếu yếu, rau nào yếu yếu á là nó có thể là bị nóng quá và nó bị hư, nó cháy lá hết đó các bạn, cho nên mình cẩn thận. Mình mua về mình không có làm liền nha, mình mua về thường thường mở cái bịch nó ra vậy nè, phân bò phân gà mình mở bịch ra rồi mình cứ để đó, rồi tới chừng nửa tháng 1 tháng gì mình khi nào mình cần á là mình cứ cho vô, thì lúc đó phân nó mát bớt là nó không có hư cây của mình. Thì những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ nhưng mà rất là cần khi mà mình muốn trồng cây nó được tốt á các bạn. Và sau khi mà mình cho phân vô rồi á các bạn, thì mình cũng tưới nước cho nó ha. Nếu mà mình nói về tưới nước cho cây này á thì cây này là một cây cũng chịu nước, nhưng mà nước xong rồi thì vài 3 tiếng, 5 3 tiếng là phải khô ráo, thì cây này sẽ rất là thích. Cho nên nếu mà mình ở cái vùng nắng á thì mỗi ngày mỗi tưới là cho cây này cũng được nữa. Còn những cái vùng nào mà hơi mát rồi á thì ngày tưới ngày nghỉ cũng được nha các bạn. Như nãy My cũng có chia sẻ, nếu mà mình tưới nhiều mà quá thì cây này nó cũng bị úng gốc. Còn nếu mà mình ít nước quá thì mình thấy mà cái lá nó
giống như là có đốm nâu ở phía dưới cuối cùng vậy nè, thì mình biết là thiếu nước, thì lúc đó là mình cho nó nhiều thêm hơn. Còn thường lá mà tốt á, là như vậy nè, từ đầu cho tới cuối không có một cái vết nâu nào thì là lá tốt, nhưng mà nếu mà mình thấy cái lá nó hơi nhăn nhăn thì là hơi thiếu nước rồi đó, rồi từ từ nó bắt đầu nó mới trở thành màu nâu ở ngay cái cuối, thì lúc đó là thiếu nhiều, thì nó hơi nhăn nhăn trên đây là mình thấy là thiếu nước rồi, mình cho nước vô nhiều thì lá nó mởn trở lại, nó sẽ thẳng trở lại. Thì đó là cũng một cách nhìn mà mình nhìn cái cây là mình biết nó sẽ bị thiếu cái gì ha các bạn ha. Và như cái chậu này á, My có lót ở ở đây, ở dưới đây, thì nếu mà mình lót như vậy nè thì mình không có cần có cái bịch này cũng được nữa, tại vì trong đây lúc nào cũng có một chút nước đó, mình chút nước vậy thì cây này ví dụ mình làm nước có chút xíu như vậy, cái chậu ngoài bự quá thì các bạn không có thấy được cái phần nước. Tốt nhất là mình lót cái vỉ nó mỏng mỏng như vừa rồi mình chia sẻ với các bạn, cái ớt đồ vậy đó, hoặc là cây lá lốp cái vỉ mỏng mỏng như vậy, khoảng chừng một lóng tay thôi, thì mình thấy cái nước nó hứng có chút xíu á là mình biết được là nước nó còn hay là nước nó hết. Nhưng mà thường mình nhớ ví dụ như mình nếu mà có lót cái vỉ khoảng chừng một lóng tay lên rồi ở dưới cái đáy chậu á, thì khoảng chừng 3-4 ngày mình cho nước là được rồi đó. Còn nếu mà mình không có lót thì khoảng chừng mỗi ngày hoặc là 2 ngày là mình cho nước 1 lần vô cây này, nếu mà mùa xuân với mùa hè trời nó nắng ấm. Nói cái vị trí nào để trồng được cái cây này cho nó tốt thì cái vị trí là cây này nó chịu nắng thì nó cũng chịu, nhưng mà khoảng chừng 4 tiếng nắng thôi các bạn, ví dụ như 4 tiếng nắng sáng và sau đó thì từ đó về sau là bóng râm thì cây này rất là thích. Còn nếu như mình không có điều kiện thì mình có thể trồng ở dưới tàn cây, tàn cây mát đó các bạn, thì nó có nắng mà từ nó xuyên qua của cái cây rồi nó mới vô tới cây này thì nó cũng chịu nữa, chứ mình đừng có trồng trực tiếp 8 tiếng nắng một ngày thì nắng quá cây nó cũng bị cháy lá, nó bị thiếu nước giống như nãy mình nói vậy đó. Nếu mà nắng quá thì mình phải tưới nhiều, ví dụ mình lỡ cái vị trí nào mình trồng mà không có chỗ nào mát hết đó mình phải chịu à, thì mình tưới nhiều hơn, ví dụ như mình tưới sáng xong rồi cái chiều mình tưới 1 lần nữa vậy đó các bạn. Nay trời nó hơi gió nên gió nhiều quá, cái cây này á, vừa rồi mi cũng có ăn rồi mi ngâm, giờ nó cũng ra rễ rồi nè, thì ở đây nó còn miếng trống mình trồng cho nó vô đây luôn cho các bạn xem luôn nha. Cái đây nè, thí dụ như các bạn thấy rễ nó được khoảng 3 lóng tay ha, khúc này nè thì mình cho nguyên khúc này xuống. Nếu mà cái cây nó dài quá thì các bạn trồng cho nó nghiêng nghiêng để cho nó bám được, giống như chỗ này nè, hai chỗ này có rễ thôi nhưng mà chỗ này không có rễ thì mình cũng cho nó nghiêng luôn để cho nó bám được cái đất á, thì từ từ nó sẽ ra thành 4 cái mắt có rễ hết, thì cây của mình nó nhiều rễ á, thì nó khỏe hơn. Trồng cho nó nghiêng để cho nó mọc được nhiều cái nhánh, nó sẽ đâm ra hơn khi mà nó có rễ dưới đó rồi nó đâm nhánh mới lên nữa. Cái chậu này thì giờ nó hơi nhỏ nếu mình trồng hết cái đây, nhưng mà thôi kệ đi, cho mình cho nó vô hết đi. Mi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Mi chúc cho các bạn trồng lúc nào cũng được xanh ha, nhiều rau để mình ăn, nhiều rau organic, bón phân organic để cho mình được có sức khỏe tốt khi mà mình trồng rau răm. Đây là cách trồng rau rất là dễ của nhà Mi. Mi mong là các bạn trồng cũng được tốt và có nhiều rau ngon để mình ăn. Nhấn like giùm Mi và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè. Nếu bạn nào chưa nhấn nút đăng ký subscribe thì mình nhấn vào luôn ha, để nhận thêm được nhiều video mới của Mi nữa về trồng cây hoặc là những mẹo vặt cho cuộc sống hoặc là những món chay đơn giản mà mình cũng dễ làm nữa. Mi chào tạm biệt các bạn. Bye bye.